Ok và hello tất cả mọi người nhé, đặc biệt là fan của mình, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hiện nay mình sẽ tiếp tục series con bài Brave Story Mode nha. Ok, thì trước khi vào video, cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình và tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nha, để mình có động lực mình làm thêm nhiều sản phẩm khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa. Okay. We used to have competitors from all over. Okay, kể lại tập trước thì cái con Harper này nó dẫn mình tới cái chỗ mà Old Builder. Và tự nhiên nó đẩy mình xuống nhờ. Hadrian and Mevia let power go to their heads. Nó đẩy mình xuống nhưng mình rớt vô cuộc cái đấu trường. Ở đó là người ta chơi trò chơi và Lucas với lại Ivan thì bị loại rồi. Cho nên là phải làm việc ở khu mỏ. Mình với lại Petra là bắt buộc phải thắng thì mới đem được Lucas và Ivan về nhà. Well, here it is, the competitor village, sort of a home away from home for all the people playing the games. Rồi đây là cái khu làng của những đội thi đấu nè. Wait, are all of these people competitors? Yep. At least the ones who aren't stuck working in the quartz mines. Those poor souls are just waiting for their next shot. Mining is tough work. I feel bad for the people that are too scared or weak to play in the games. Wow, that's just horrible. I know. Giờ đó là cái nơi mà người ta làm việc ở khu mỏ. They didn't make a deal like you did, Jesse. They're stuck here till they win the games. And what if they lose? Hadrian sends them to toil in the mines. Cái con Harper nó if kể lucky, là they'll get another shot at the games. Mấy đứa này là nó không có I'm gonna go confer with Otto. Nó không có những cái thỏa thuận giống như mình. He's usually the most reasonable of the three. Wait. Mình là thỏa thuận là thắng thì được về nhà. Còn mấy đứa này thì nó không có thỏa thuận, cho nên là nó chỉ biết là chơi để thắng thôi chứ không có biết làm gì nữa. No one's supposed to go there until their whole team is eliminated. Well, then we're just gonna have to get them out. See what you can do here. I'm gonna try and find Otto. Cái cửa tay le đó là như là những vô khu mỏ. You might just get out of this. Còn nhà ăn thì còn bị chặn nữa mà. We gotta get our friends out of the mines quick. I'll go ask some of the other competitors. Đây, nó giao cho mình cái nhiệm vụ là đem những cái đứa bạn của mình ra khỏi đây bằng cách kích cửa này. Aha, there's our nether portal. Rồi phải nói chuyện như này rồi. Face meat. Hello? Mặt thịt. Don't you hello face meat. Wait a minute. You're the cheater that blew up my friend Slab. And face meat doesn't like cheaters. Don't stand around breathing up all of face meat's air. Face meat prefers dweeb free air. Do you know where my friends are? In the mines. Giờ mình đang hỏi nó là bạn mình ở đâu thì nó kêu là ở trong khu mỏ. That doesn't mean just stand there, staring at face meat. Get my friends now. Face meat doesn't negotiate with meanies. Well, there is something you could do. Face meat was busy slamming mad reps at the gym and missed lunchtime. You see? So face meat's hungry. Do something about that, and face meat'll think about getting your friends out. Okay, mình hù nó, mình kêu nó thả bạn mình ra, nhưng mà nó nói là với một điều kiện là nó đang đói và cần phải kiếm một cái gì đó cho nó ăn cho bữa trưa này thì nó mới thả bạn mình ra. Ok. Đường này sao có thằng cầm cái rìu nữa. À, vậy là nó chặn rồi. Đa số những cái thằng này nó đều to hết. Ở đây có đúng rồi, ở đây có bánh mì mà. Lấy miếng bánh mì chứ. Hey! Get out of here before I see if I can attach this sign to your head. Nó đòi đập mình luôn chứ. It's so nice when new contestants are in the village. It's lovely having fresh meat for us gladiators to destroy. Have you happened to see my friends? You know, the ones that got eliminated in Spleef? No. Giả bộ hỏi. But if I do, I will make them wish for elimination again. Would it be possible for me to have some of that bread? It's for that guy over there.
seriously? I'm not falling for that. No bread until lunchtime. Get out of here before I make you into a meal. Thì nó quyết định không cho rồi, dù là mình nói là đem cho cái thằng mặt thịt nhưng mà nó vẫn không cho. Phải có người nào để giúp mình chứ. Kêu mình sẽ nói chuyện với thằng này thử coi. Nhờ thằng này lấy giùm. Hey, that's Lucas's journal. À, ở đây cầm quyển nhật ký của Lucas nè. That book you're reading, hand it over. It doesn't belong to you. Okay, mình đòi nó đưa cho mình. Wow, ooh, that was so scary. I almost fell over. Hey, wait a minute. You're the pipsqueak that knocked me out of my tower. Yeah, and this belonged to that little blonde buddy of yours. And you expect me to just hand it over? Because I'm actually enjoying myself. There are some fascinating and thrilling tales in here. Yeah, hand it over, meathead. And Slab, the immovable. Get out of here before I use this book to punch your face in. Fine. I just want to get through one more chapter. Okay, can't you see I'm trying to read? Hết đọc cái quyển này. Sorry. Rồi không làm gì được nữa rồi. Cũng cứ tưởng là phải lao vô đánh với này luôn chứ. Ở đây có tấm hình. Impressive. Okay, cái con nhỏ này nè là nó mình tính đánh nó nè, cho nên là nói chuyện thôi. Wow, it's you from Sleaf. You were like amazing. I'm Nhao. Nó tên là Nhao. So super sorry about your friend. I get your probs upset. Yeah. Especially since you had no idea what was going on. Yeah, I am pretty upset. Totally get it, bro. I will never do that to one of nó your vẫn friends còn ngưỡng mộ again, mình là bởi vì mình đánh bay được cái quả TNT ở trong đấu trường. Yeah, nó cũng say, xin lỗi rồi like cho nên thôi kệ tạm tha. Tim status. Tim who? Tim, like the legend of Tim Tim. Okay. On the nó kể mình là cái thằng mà đội okay? Cái bộ giáp like lừng lẫy á là tên là Tim. Đầu điện thoại. Và nó kêu mình rất giống Tim. Compare you to Tim. I'm not here to be a Tim, I just want to get home. But that's like exactly what makes you Tim status. Tim didn't want to be Tim either. He got his whole team home. Listen, I still feel super bad about taking out your friend. Thì con nhỏ này cũng nói là Tim nó giống như là mình vậy, là không có muốn thắng cuộc thi mà muốn về nhà. No, I mean, Tim đưa hết tất cả các bạn về nhà nữa. Like, I want to help out people. Like, be a good person, you know? Well, actually, do you have any? Hỏi nó có well, ăn hay không? If I had some wheat, I would totally give you some. Sadly, I don't have a secret stash, and if you didn't ask, I wouldn't loan you some. Wink. Okay. Come nó nói là on, nó không có thức ăn dư cho mình, nhưng mà us. Nếu như mà mình không có hỏi thì nó sẽ không chỉ cho mình cái nơi bí mật để có thức ăn. Phải lén lén đi chung với nó rồi. Go ahead. That should be enough for your bread. All of it? Of course, brah. It'll grow back. Just lúa mì, lúa mì. The seeds, yeah. Là mình cứ thu hoạch lúa mì, sau đó mình đặt lại thì nó sẽ lớn lên lại thôi. Vậy là lúa mì để làm ra bánh mì. And that's another. Hay. Sweet. And that should all grow back soon. Nice. Looks like that should be enough for some epic loafage. Nhưng mà làm sao mà có chỗ rác được? Means bread. Hopefully bread will lúa mì thì bằng một cái bánh mì to help me. Righteous. They don't let us use crafting tables, though. Đúng rồi. Nhỏ này sẽ vừa nói nhưng mà là ở đây không có đặt mấy cái bàn ráp ráp. Hey, I remember a bunch of like wood planks by the dojo. I think they train by like punching them or whatever, you know. Thank you, Nell. Hey, no problem. Cô nhỏ này kêu là catch you later, yeah. Những cái dụng cụ mà trong phòng tập á, nó giống như là cái gỗ để làm ra cái bàn, kiểu như là con này nè.
Để đằng kia có à, mấy đứa này chặn rồi, không được. Hey. You are the one that eliminated the one decent member of my team. I'll barely be able to get through to the next round. I mean, I know I'm good at this, but I'm not that good. Your stupid teammate killed Lucas. Yeah, I couldn't believe Nell pulled that off either. Don't forget they respawned, duh. Don't cry about it. We were doing what we had to do to win. Until you screwed up everything. Cái con nhỏ này nó đang đổ lỗi cho mình là nó đang làm tất cả để chiến thắng, nhưng mà tới khi mà gặp mình nó kêu là trong trong cái lần gặp sau thì nó sẽ loại mình. Good luck, Em. I know that the best person will win. Seriously? You know you're looking at the best person. I feel kind of bad for you. Most of us got snatched against our wills, but you got tricked into coming willingly. That old builder should have told you these games were impossible. No, you don't understand. I have to win. Winning is the only way my friends and I can go home. Is that how it works? That's what we're all trying to do. Mình nói là mình muốn thắng và đem tất cả các bạn về nhà. Thì con nhỏ này nó cũng nói là cái điều đó là tất cả mọi người ở đây đều muốn làm vậy. Ok, bây giờ nó đi vô rồi thì mình tranh thủ lụm thôi. Ok, đủ làm cái bàn rồi. That's some fine crafting. Let's make some food. Bánh mì. Ok, bây giờ có Boom, cái bánh mì rồi. Bread. Now I should be able to get my friends back. Ở đây còn rất là nhiều team nữa, yellow team. Lưu tim nữa nè. Mà chắc không cần nói chuyện với mấy đứa này đâu. Kiểu như mấy đứa này nhân vật phụ mà nói cũng không có được lợi ích gì đâu. Cho nên là tốt nhất là cứ đem bánh mì cho thằng này rồi đem đám bạn mình về thôi. Hello. What do you know about the old builders who run this place? Well, why are you being called old builders? Two, they're faced meets bosses. Three, they're not big on old builder là ông chủ của cái đám này. Hey, what do you even do around here? Face meet cracks skulls and thinks about cracking more skulls. When face meet has time, that is. Hey, face meet, got some bread for you. Bread, huh? It's not cake. Face meat is starving. Cái thằng này nó nói là nó đói. I'm full of carbs. Get my friends out of there now. Hey, no need to yell. Though face meat is impressed. Nó đang nói vậy nó cũng chấp nhận. Petra. Hey, glad to see you already figured out the whole Nether portal thing. Lucas and Ivor should be right out. One of those huge guys is getting them for me. Nice, nice. Seems like we keep ending up in situations. First with Palma, now with that stupid sploof game. Well, what I'm trying to say is, thanks. You know, don't make this awkward. It was just on my mind, and I thought I should say something. Petra, I thought you were gonna die. Me too. I'm glad Lucas and Ivor respawned. I can't even... I don't want to imagine. Cái Petra nó cảm động bởi vì mình giúp nó từ cái vụ ba ma cho tới cái này. Jesse, man, is it good to see you. You too, Lucas. And Ivor. Ivor bị lọt đôi. What are you wearing? Right. Shut up. My outfit breathes wonderfully. Anyway,
How's it been going out here? You don't have our stuff. Okay, vậy là nếu mà bạn mình ở đây đủ rồi thì. About his diary. I'm working on that. It's tricky though. Well, don't beat around the bush. What has Harper gotten us wrapped up in? Yeah, Harper is a tricky one. Now that you guys are out, we need to be careful. If Petra and I don't win the next round, we're gonna all be sent back through that nether portal. No, no way. Hey, Jesse, I need to talk. Tại sao anh lại biết mình? It's pretty bad in there, Jesse. They don't even do anything to keep the pigmen away, so they just stare at you while you mine. Lucas, we need the Atlas to get home. I know. Đây, vậy là cái phần này nó vẫn còn nhiều cái bí ẩn. That's true. He's all they talk about in the mines. Guess he won the games a long time ago and got all of his team home. They say he was 3 blocks tall and that he carried his entire team across the finish line. Yeah. Okay, giờ ở đây ai cũng biết về you're out of those mines now. According to Harper, until our entire team is eliminated, you're allowed to stay here in the village. Trong cái trận sau. That's right. Những cái trận sau là mình nếu là Petra bắt buộc phải thắng thì mới cứu được. I am sincerely sorry about that. Lucas là Ivan còn không là nó bị mắc kẹt ở một cái cánh cổng khác mãi mãi. Like I said, he may be able to help. Oh, great. What do you two want? Hey now. I don't just wanted to meet you. Don't be mad. Harper's been filling me in about you. From the story she's told, I'm impressed. You might actually make it to the top. In fact, okay, con Harper nó kể về những cái chuyện mình làm với lại ba ma cho cái đám này nghe giờ. A real wild card. Rất là thích mình. Yeah, I think you might be a real Tim in the making. Yep, a real Tim. Really interesting. You being here. Great, as long as I get to go home. That is the point. But you have to win first. And my job is to make sure everybody, even Hadrian, vậy là nếu mà suy luận thì mình có thể hiểu là Tim ở đây là một cái nhân vật ảo tưởng do cái tụi Old Builder lập ra để cho cái đám đội nó có tư tưởng. Anyway, dorms are over there. Nhưng mà có một cái điều là cái đám đội này nó không có thỏa thuận giống như mình là thỏa thuận mình thắng thì mình mới được về nhà. And in the morning, I'm winning and getting us all out of here. I wonder what the next event will be. Hopefully nothing too deadly. I'm sorry, but I can't take you seriously looking like that. It breathes wonderfully! Ok, vừa tới đây và tạo ra thì video này mình cũng kết thúc tại đây nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay, like và share thì sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.